4 tháng 1, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Trì cho biết, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh qua kiểm tra đã phát hiện công ty Thành Bưởi có dấu hiệu trốn thuế, đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Ông Chi cho hay, công ty Thành Bưởi kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại cơ quan thuế thành phố Hồ Chí Minh, kê khai thuế giá trị gia tăng VAT và thuế thu nhập cá nhân tại Cục thuế Lâm Đồng. Doanh nghiệp này cũng đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 15 tháng 7 năm 2022. Qua giám sát của cơ quan thuế cho thấy, công ty Thành Bưởi có nhiều hoạt động kê khai bổ sung và điều chỉnh 24 hồ sơ khai thuế ở nhiều kỳ khai thuế VAT, thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh trong 4 năm từ năm 2019 đến năm 2022. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh phát hiện có dấu hiệu chi trả cho nhiều người lao động lớn hơn thu nhập tiền lương, tiền công mà doanh nghiệp đã kê khai với cơ quan thuế. Điều này dẫn tới hành vi trốn thuế làm giảm số thuế phải nộp theo thực tế, Thứ trưởng Tài chính nói. Sau khi kê khai điều chỉnh, doanh nghiệp này đã phải nộp số thuế VAT tăng thêm gần 4,8 tỷ đồng cho các năm 2019 và 2022. Số thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty này phải nộp cũng tăng thêm trên 12,3 tỷ đồng trong các năm 2019, 2020 và 2022. Ông Chi thông tin thêm, qua 7 lần thanh kiểm tra của các cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng đã kiến nghị tăng thu hơn 1,43 tỷ đồng cho niên độ nộp thuế do doanh nghiệp này có hành vi kê khai thiếu số thuế phải nộp. Hiện tại, hồ sơ của doanh nghiệp này đã được Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh chuyển cơ quan điều tra. Ông Chi nói, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng Cục Thuế, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của công ty Thành Bưởi và cá nhân liên quan về hành vi trốn thuế nếu có. Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Xanh Huy cũng cho biết, sau vụ tai nạn do xe thành bưởi gây ra, Bộ đã yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng kiểm tra điều kiện kinh doanh và chấp hành pháp luật của hãng xe này. Đồng thời, Cục Đồng bộ Việt Nam được giao thanh tra về việc quản lý nhà nước tại tất cả các sở giao thông vận tải trên 63 tỉnh thành. Bộ này đồng thời giả soát các văn bản quy phạm pháp luật, quản lý điều khiển kinh doanh vận tải xem đã đầy đủ chưa, chế tài đã nghiêm, bảo đảm dân đe hay chưa. Trong tháng 12, Cục Đồng bộ Việt Nam sẽ thực hiện xong nhiệm vụ này và báo cáo kết quả. Theo ông Huy, Bộ Giao thông Vận tải đang phối hợp với Bộ Công an để điều tra trách nhiệm các bên liên quan đến vụ tai nạn. Trong khi đó, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an, nói ngay sau vụ tai nạn, Bộ đã chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý. Đồng thời, Bộ chỉ đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tiếp nhận, phân loại giải quyết tin báo tố giác tội phạm liên quan đến hãng xe Thành Bưởi. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị khám xét trụ sở, chi nhánh địa điểm liên quan đến hãng xe Thành Bưởi ở thành phố và Lâm Đồng để làm rõ vi phạm. Mục tiêu là làm sao để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn, chấn chỉnh kinh doanh vận tải hành khách. Ông Sôi nói: "Ông cũng cho hay ba bộ công an, tài chính, giao thông vận tải đang phối hợp chặt chẽ để điều tra. Công ty Thành Bưởi thành lập năm 2000, hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải hành khách và hàng hóa. Doanh nghiệp có trụ sở chính trên đường Lê Hồng Phong, quận 5, cùng hai văn phòng ở đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh và ở đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thủ Đức. Hiện nhà xe này có hơn 1.300 nhân viên, chiếm thị phần lớn trên các tuyến thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt, Cần Thơ và Đà Lạt đến Cần Thơ. Cuối tháng 9, tài xế của hãng xe Thành Bưởi chở hành khách gây tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 5 người chết, 4 người bị thương trên quốc lộ 20, địa phận tỉnh Đồng Nai. Hôm 29 tháng 10, nhà xe Thành Bưởi thông báo dừng chở khách tuyến thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt, Cần Thơ và Đà Lạt đến Cần Thơ. Việc hãng dừng chạy hàng trăm chuyến mỗi ngày đã tác động thị trường vận tải hành khách. Thành phố đã tăng cường hơn 100 ô tô trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt và doanh nghiệp trong các bến xe cũng chuẩn bị các phương án để không thiếu xe, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân. Theo quyết định của thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, hãng xe này hiện bị tước giấy phép 3 tháng và phạt 91 triệu đồng với 8 hành vi vi phạm. Quyết định trên được đưa ra vào ngày 3 tháng 11, 5 ngày sau khi thanh tra Sở Giao thông Vận tải lập biên bản xử lý vi phạm với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi, có trụ sở chính trên đường Lê Hồng Phong, quận 5. Như vậy, hãng xe này sẽ bị dừng hoạt động trong 3 tháng kể từ hôm nay. Nhà xe Thành Bưởi bị phạt hành chính với 8 vi phạm, trong đó, nặng nhất là việc khám sức khỏe cho tài xế không đầy đủ, mức phạt 22 triệu đồng. Năm lỗi khác, mỗi hành vi bị phạt 11 triệu đồng gồm có bộ phận quản lý, theo dõi điều kiện an toàn nhưng không làm đúng nhiệm vụ, không cập nhật chính xác lý lịch xe, lý lịch hành nghề của tài xế, có hợp đồng lữ hành, danh sách hành khách nhưng lại không đảm bảo yêu cầu, trên xe không có hợp đồng vận chuyển, danh sách khách kèm theo. Hai lỗi còn lại, mỗi hành vi bị phạt 7 triệu đồng gồm không thực hiện đúng quy trình bảo đảm an toàn, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch không đúng quy định về đón trả khách tại trụ sở chính, chi nhánh và văn phòng đại diện. Sáng ngày 3 tháng 11, tại buổi làm việc với các đơn vị vận tải, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Trần Quang Lâm cho biết trước khi ra kết luận này, Sở đã làm việc với các bên liên quan và cân nhắc rất kỹ. Quyết định xử phạt sẽ ảnh hưởng doanh nghiệp và phía sau là nhiều người lao động, nhưng cần xử lý để làm gương, cảnh tỉnh và chỉnh đốn lại, ông Lâm nói. Công ty Thành Bưởi thành lập tháng 3 năm 2000, hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải hành khách và hàng hóa. Doanh nghiệp do hai thành viên góp vốn gồm ông Lê Đức Thành, góp khoảng 67,8 tỷ đồng, nắm hơn 84,7% và ông Lê Dương góp 12,2 tỷ đồng, giữ gần 15,3%. Ông Thành giữ vị trí giám đốc công ty với tổng cộng khoảng 1.300 nhân viên. Sau hơn 20 năm hoạt động, xe khách thành bưởi được nhiều người lựa chọn khi di chuyển bởi chất lượng dịch vụ khá tốt, ở khu vực phía Nam, hãng xe này chiếm thị phần lớn các tuyến thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt, Cần Thơ, Đà Lạt đến Cần Thơ. Đây là những trạng đông khách, nhất là dịp cuối tuần và lễ, Tết nhu cầu vui chơi du lịch tăng cao. Trước đó, từ hôm 29 tháng 10, nhà xe Thành Bưởi thông báo dừng chở khách tuyến thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt, Cần Thơ và Đà Lạt đến Cần Thơ. Việc hãng dừng chạy hàng trăm chuyến mỗi ngày đã tác động thị trường vận tải hành khách thành phố đã tăng cường hơn 100 ô tô trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt và doanh nghiệp trong các bến cũng chuẩn bị các phương án để không thiếu xe, ảnh hưởng nhu cầu đi lại của người dân. Vụ nhà xe Thành Bưởi, Hiệp hội Vận tải Hà Nội kiến nghị dẹp nạn, xe rủ bến cóc, xe limousine xá hình. Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội vừa kiến nghị tới Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và các cơ quan liên quan về việc lập lại kỷ cương quản lý phương tiện vận tải đường bộ và các bến xe khách. Lãnh đạo Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội cho biết, những người đang công tác trong ngành vận tải hết sức đau lòng khi nhận được tin nhà xe Thành Bưởi, thành phố Hồ Chí Minh để xảy ra tai nạn khủng khiếp làm nhiều người chết và bị thương. Trong khi chờ cơ quan bảo vệ pháp luật điều tra và xử lý của tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và những người có trách nhiệm trước quyền lợi của người dân, để sớm khắc phục những rủi ro trong quản lý điều hành ngành vận tải, Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội nêu một số nội dung về quản lý phương tiện vận tải. Theo đó, Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội kiến nghị xử lý một cách quyết liệt tệ nạn xe dù bến cóc, xe giả danh, xe hợp đồng, xe limousine, xe ghép trên các tuyến. Thực hiện đúng quy định của Bộ Giao thông Vận tải về xe hợp đồng, không được trực tiếp bán vé cho khách, xe hợp đồng phải gửi danh sách đi xe về Sở Giao thông Vận tải địa phương để quản lý. Bên cạnh đó, xe khách tuyến cố định sau khi đón khách bằng xe trung chuyển phải làm thủ tục xuất bến, quy hoạch lại hệ thống bến xe phải gần dân, cho tăng thêm tần suất theo yêu cầu của thị trường, phải được đồng ý của địa phương và các bến xe sau khi được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội kiến nghị muốn dẹp xe dù bến cóc thì Bộ Tài chính nên có thay đổi thu thuế khoán cho địa phương quản lý như trước đây. Xe đăng ký kinh doanh phải nộp thuế khoán tại quận, huyện quản lý. Việc làm này phải thống nhất trong cả nước, có mức thuế riêng cho từng vùng miền. Theo quy định, xe hợp đồng không được bán vé tại các điểm đón trả khách danh sách hành khách phải được gửi vào Sở Giao thông Vận tải trước một ngày. Ngoài ra, nên quy hoạch lại bến xe phù hợp với sự phát triển hạ tầng, không nên đưa bến xe ra xa để dân đỡ đi xa và gây khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải. Đồng thời, đề nghị các cơ quan nhà nước sớm ban hành các quy định và quản lý giao thông vận tải, quy định trách nhiệm của từng ngành từng cấp, quan tâm đến sự vào cuộc của chính quyền địa phương, biểu dương các đơn vị làm tốt được nhân dân khen ngợi để chào mừng sự kiện khởi công xây dựng đường sắt tốc độ cao bắc nam hiệp hội vận tải thành phố hà nội đăng ký với thành phố xin thành lập trung tâm trung chuyển hành khách đi và về đường sắt tốc độ cao tại hà nội để đi các tỉnh phía bắc do các cá nhân doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư đề nghị thành phố ghi nhận và hướng dẫn theo quy định của luật pháp và luật thủ đô Trước đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xây dựng kế hoạch kiểm tra 34 doanh nghiệp vận tải xe khách và 6 bến xe trên địa bàn nhằm tăng cường công tác quản lý vận tải và đảm bảo an toàn giao thông. Theo đó, Hà Nội sẽ thực hiện kiểm tra từ ngày 7 tháng 11 năm 2023 đến 18 tháng 1 năm 2024 với 34 doanh nghiệp, hợp tác xã và 6 bến xe khách để kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải và điều kiện hoạt động nội dung làm việc của sở giao thông vận tải hà nội lần này bao gồm điều kiện pháp lý để hoạt động điều kiện phương tiện và công tác quản lý nơi đỗ xe điều kiện lái xe và công tác tuyển quản lý lái xe thiết bị giám sát hành trình lắp đặt camera lệnh vận chuyển bộ phận quản lý theo dõi hoạt động của phương tiện hồ sơ kê khai giá cước và niêm yết giá cước các đơn vị vận tải được kiểm tra hầu hết là doanh nghiệp hợp tác xã đang có nhiều phương tiện xe khách hoạt động trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Việt Thanh, chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Thành, công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây, công ty cổ phần xe khách Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải Bắc Hà. Cùng với đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng sẽ làm việc với 6 bến xe kiểm tra bao gồm Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, Nước Ngầm, Yên Nghĩa và Sơn Tây.